Được rồi, em yên tâm, anh sẽ lùa quân vào thành. Đến khi có pháo lệnh, anh sẽ lùa hết quân ra ngoài quan ải. Xin chào các bạn, xin chào quý vị nhá, lại là Nam Chọc đây. Hôm nay Nam Chọc xin gửi tới quý vị các bạn những câu chuyện hài tiếp theo nhá. Câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện anh lính nói lời yêu. Anh lính thì sau khi nhập ngũ và trải qua mấy tháng huấn luyện, giai đoạn đầu với thành tích khá tốt thì được đơn vị cho nghỉ phép mấy ngày về nhà. Trong buổi tối đầu tiên gặp người yêu, anh có nói: "Em yêu, hôm nay chúng mình đánh giáp lá cà nhé." Cô người yêu nhỏ nhẹ đáp: "Vâng ạ, chúng mình đánh giáp lá cà đến sáng anh nhé." "Nhưng anh không được lùa đại quân vào trong thành đâu đấy." "Ủa, sao vậy em yêu?" "Vì em chưa muốn có lính mới," cô người yêu nhỏ nhẹ đáp. "Được rồi, em yên tâm, anh sẽ lùa quân vào thành. Đến khi có pháo lệnh, anh sẽ lùa hết quân ra ngoài quan ải." Câu chuyện về hãy chiều anh đi. Nửa đêm, ông chồng quay sang nói với thủ thỉ, nói với cô vợ: "Em yêu, ngày mai anh đi công tác xa, đêm nay em hãy chiều anh nhé." "Ngoan nào, chiều anh nhé." "Nhưng chỉ một lúc thôi đấy." "Không, anh muốn cả đêm cơ." "Ủa, cả đêm làm sao em chịu được?" "Em đang nghĩ về cái gì vậy?" "Anh muốn em chiều anh đêm nay là em đừng nói chuyện nữa. Đừng bắt anh nói chuyện nữa, để cho anh ngủ sáng mai còn dậy sớm đi công tác mà." Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện của một cô gái đi lễ chùa và bị móc túi. Để cô ta đến đồn công an để trình báo là cô ta bị móc hết tư trang, tiền bạc rồi là điện thoại. Mặc dù cô đã cẩn thận treo túi ra đằng trước, thì anh công an mới hỏi: "Thế lúc nó thò tay vào cô không biết gì à?" "Tôi biết chứ, nhưng tôi tưởng nó chỉ sàm sỡ thôi, nên tôi cứ để im xem thế nào. Ai ngờ." Chuyện tiếp theo đó là câu chuyện hỏa thân đón tàu hỏa. Để có một anh chàng sinh viên này đến một cái vùng xa xôi, hẻo lánh để thực tập. Thì đi dẫn đường cho anh có hai người thổ dân bản địa. Thì đi được một đoạn, người thứ nhất nhìn thấy một cái hang nhỏ nhỏ ven đường, anh ta vội vàng chạy đến và múa may và đứng ở cửa hang hét hú hú. Và ở trong thì thấy có tiếng cũng đáp lại hú hú. Và anh ta vội vàng cởi hết quần áo và lặn mất hút vào trong hang. Thì anh sinh viên ấy ngạc nhiên: "Ủa, sao ở đây có cái phong tục gì kỳ lạ vậy?" Thì người thổ dân còn lại mới nói: "Ở phong tục ở chỗ tôi, khi thấy một cái hang mà hét vào đấy thì có tiếng đáp lại, thì đồng nghĩa với việc là có một cô gái đang ở trong đó sẵn sàng để chờ bạn làm tình." Anh này thấy ngạc nhiên, có vẻ thú vị đây. Đi được một đoạn thì anh thổ dân còn lại cũng nhìn thấy một cái hang. Và anh ta vội vàng đến đấy cũng lặp lại hành động như anh lúc đầu. Và anh cũng ta cũng mất hút sau khi nghe được tiếng đáp lại ú ú. Anh này, anh sinh viên này thấy khá là thú vị, hấp dẫn. Anh đi một đoạn thì anh thấy ở rìa vách núi, sườn núi có một cái hang rất là to và sâu. Anh ta cũng không ngần ngại gì, anh ta cũng đến lập lại hành động như những hai anh thổ dân kia, cũng hú hú hú. Thì anh ta cũng đáp lại được một tiếng hú rất là to. Anh ta vội vàng cởi hết đồ đạc, quần áo, anh ta phi vào trong hang mất hút luôn. Sáng hôm sau, tờ báo địa phương đưa tin có một chàng trai tử vong, có một chàng trai hỏa thân tử vong do bị tàu hỏa chở hàng cứu trợ tông chết. Câu chuyện xấu hổ nhé. Một anh Dũng mới quen một cô gái tên là Nga, rất xinh đẹp. Và hôm sau là bạn anh Dũng có tổ chức dạ hội, thì anh Dũng có mời cô đi tham dự và cô ta đã đồng ý. Hôm đó anh đến đón thì cô mặc một bộ váy hở cổ rất là đẹp, lộng lẫy, kiêu sa. Đến khi đến cô bước vào trong buổi dạ hội thì ai cũng trầm trồ khen ngợi. Anh cảm thấy hãnh diện lắm vì có người yêu rất là xinh. Sau khi ngồi ở bàn ăn uống xong thì đến màn khiêu vũ, anh đứng lên và hai người cùng ra khiêu vũ. Thì lúc này có vô tình có một người đang khiêu vũ dẫm lên váy của cô và chiếc váy nó tụt xuống. Mọi người đều trố mắt quay lại hết lại để nhìn. Chắc lúc đấy cô xấu hổ lắm nhỉ. Tớ không biết, vì có ai nhìn mặt cô ấy đâu mà biết. Câu chuyện là một cô gái nhé, mặc đồ
xuống hồ bơi thì do vận động quá mạnh nên chiếc quần nó bị tuột mất. Thế cô xấu hổ quá, cô ấy vớ cái đại cái biển biển báo đấy cô che lại, thì mọi người mới ngạc nhiên. Ồ, cô cúi xuống cô nhìn thấy chữ khu vực trơn trượt cấm đùa giỡn. Cô ngại quá, cô lại lấy sang một cái biển khác cô che lại, thì mọi người lại càng ồ lên to hơn. Để cô cúi xuống cô nhìn thấy khu vực dành riêng cho nam giới. Thì lúc này là cô nhìn ngang qua dọc, cô thấy có một cái biển khác cô che lại, thì mọi người lại trố mắt nhìn to hơn và cười to hơn. Để cô cúi xuống cô nhìn thấy nguy hiểm độ sâu 1m8. Một anh hói suốt ngày bị đồng nghiệp trêu về cái đầu nhẫn bóng của mình trong giờ giải lao. Một anh đồng nghiệp trẻ liều mình xoa đầu và nói: đầu anh sao giống cái mông của vợ em thế, là đầu hay mông nhỉ? Thì anh hói mới xoa lên đầu và nói: cậu nói đúng, giống thật. Ở trong công viên, cô gái nói với chàng trai là: anh ơi, sao mắt anh to thế? Chàng trai trả lời rằng: hồi bé anh khóc nhiều. Cô gái tiếc nói: thế mà hồi bé anh không đi tiểu nhiều. Nhân dịp ông lão mới đi bệnh viện về thì các bộ phận trên cơ thể của ông lão mới tổ chức một cuộc họp để ăn mừng tai qua nạn khỏi. Thì Tổng Giám đốc Não Bộ mới có lời phát biểu, ai có ý kiến gì thì đứng lên phát biểu. Thì lúc này team mới xin phát biểu ý kiến trước: tôi làm việc 70 năm rồi, cho tôi xin về hưu. Thì não Tổng Giám đốc Não không được, team mà về hưu thì coi như đã chết. Và lúc này gan phèo phổi và các bộ phận khác cũng tranh nhau đấu tranh để được xin về hưu, nhưng mà không ai được về hưu cả. Lúc này ở phía dưới có một giọng yếu ớt phát biểu: tôi yếu lắm rồi, cho tôi xin nghỉ hưu đi. Thì Tổng Giám đốc Não và các bộ phận khác nhìn ngang ngó rằng không thấy ai, và mới bực mình đập bàn quát: thằng nào ý kiến thì đứng lên phát biểu xem nào. Lúc này ở dưới mới có một giọng phèo phả nói lên: bố mày mà đã đứng lên được thì bố đã không xin về hưu. Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện quả có tình yêu. Có một đôi trai gái nọ mới cưới nhau thì đi hưởng tuần trăng mật ở khu homestay với ở một vùng quê rất nhiều phong cảnh đẹp. Thì ông chủ của cái homestay trang trại này thì tốt, rất là tốt bụng. Thế ngày nào cũng vậy, sáng ra là ông ấy ở dưới ông ấy ngó gọi lên, gọi dậy đi ăn sáng, và đến trưa thì cũng gọi với lên để ăn trưa, xuống ăn trưa. Thì lúc này chàng trai ở trần mới thò đầu ra và nói: chúng cháu không cần ăn đâu, chúng cháu ăn quả tình yêu cũng đủ rồi. Thì lúc này ông lão ông mới cáu, ông có chịu nói: ờ không ăn cũng được, nhưng chúng mày đừng có lột vỏ quả tình yêu mà vứt xuống sân. Từ sáng đến giờ mấy con vịt của tao bị nghẹn chết rồi. Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện ai thấy con chim của mục sư. Một ông mục sư nọ có nuôi một con chim rất là quý hiếm, và ông rất quý nó. Và một sáng thức dậy thì ông không nhìn thấy nó đâu nữa, thì ông nghĩ chắc là nó đã bị ai bắt đi rồi. Thì trong vào buổi sáng chủ nhật, trong một buổi lễ cầu nguyện, thì ông ấy có nói là: ta hỏi tất cả các con chiên, và tất cả các con chiên ở đây là phải nói thật, không ai nói dối. Có ai có một con chim? Thì lúc này tất cả đàn ông ở trong nhà thờ đều đứng dậy. Lúc này ông mục sư ông biết là mọi người đã hiểu sai ý ông rồi. Ý ta không phải là như thế, ý ta hỏi là ai đã từng thấy một con chim. Thì lúc này tất cả phụ nữ ở trong nhà thờ đều đứng dậy. Lúc này ông lúng túng quá, ông biết là mọi người hiểu sai ý ông rồi. Thì ông nói: ý ta không phải như thế, ý ta đang muốn hỏi là ai đã từng thấy một con chim mà không phải của nhà mình mà của nhà hàng xóm chẳng hạn. Thì lúc này thì có một người phụ nữ đứng lên và rụt rè e dè đứng lên. Thì lúc này ông biết là mọi người đang hiểu sai ông. Ý ta không phải như thế, ý ta muốn hỏi là ai đã từng thấy chim của ta. Thì lúc này tất cả các bà sơ ở trong nhà thờ đứng hết lên
Câu chuyện là số khổ nhá, thì có một cô nàng này lấy anh chàng này lúc yêu đương thì là nói ngọt ngào lắm, nhưng đến khi lấy về rồi thì mới biết là anh là một người bất tài vô dụng, không biết làm ăn gì. Thì khi cuộc sống ở thành thị nó khó khăn quá thì hai vợ chồng mới chuyển về vùng quê ven biển. Ông ngày ngày tính trải lưới bắt cá kiếm ăn qua ngày, nhưng mà vì không có kinh nghiệm, không có nên là không biết thế nào là bắt được nhiều cá. Và trong khi đó nhà chị hàng xóm thì ngày nào cũng bắt được rất nhiều cá. Thế là cô này nó chạy sang: chị ơi em khổ quá, em không biết làm cái gì ra để mà có cái mà ăn. Nào nhà chị đánh nhiều cá thế, chị có thể chia sẻ bí kíp cho em được không? Lúc này bà hàng xóm: ôi đơn giản, nhà tôi thì cứ mỗi sáng thức dậy tôi nhìn cái của nợ đó của ông chồng nó ngoẹo sang phía nào thì đi đánh cá phía đấy. Lúc này chị này cũng về áp dụng như thế thì đúng là cuộc sống nó khấm khá hơn, chị ta đánh nhiều cá hơn và cuộc sống có sự thay đổi. Nhưng được vài hôm chị ta lại hớt hải chạy sang: số em sao nó khổ thế? Và chị hàng xóm mà có việc gì? Thế như chị nói là cái của giả đấy, nó ngoẹo xem bên nào thì đánh cá bên đấy thì là được nhiều cá, nhưng cái của nợ của thằng chồng em nó cứ dựng lên trời thì không biết là đi đánh cá như thế nào. Đấy, bà hàng xóm bảo như thế thì ở nhà luôn chứ còn đi đánh cá làm gì nữa, số được hưởng mà chị còn không biết. Tôi đây này nó cũng ngoẹo hết sang bên, có chồng không được đâu. Trong một giờ lên giảng đường, cô sinh viên đang mơ màng thì bị giảng viên gọi: chị cho tôi biết bộ phận nào trong cơ thể có thể tăng lên gấp 7 lần so với bình thường. Lúc này cô sinh viên mới đang mơ màng, cái cô sinh viên ấp úng: dạ cái ấy là giảng viên mới bực mình: thôi cô ngồi xuống đi, bộ phận đó là phổi, chứ cái ấy của cô chỉ tăng hơn gấp có 3 lần thôi.